Seo In-guk sinh năm 1987, được khán giả biết đến với vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim như Strapline 1997, Mặt trời của chủ quân, Vua trường học, Xin chào quái vật, Ánh cười chẳng còn vương mắt em và mới đây nhất là Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi là một diễn viên nổi tiếng, Seo In-guk ra mắt với vai trò ca sĩ. Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hành trình đến với vị trí ngôi sao của Seo In-guk khó khăn hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp khác. Dù vậy nhưng anh vẫn vượt qua tất cả, từng bước tạo dựng thành công và chỗ đứng cho mình trong lòng khán giả. Xuất thân trong gia đình nghèo khó nhưng tràn ngập tình yêu thương. Seo In-guk là con trai lớn trong một gia đình nghèo khó ở Ulsan, Hàn Quốc. Sau anh còn có một cậu em trai và một em gái. Để nuôi dưỡng các con, mẹ của Seo In-guk đã phải đi nhặt phế liệu bằng xe đẩy, còn cha của anh là thợ hàng và phải thường xuyên làm việc ở xa gia đình. Mẹ là hình mẫu của tôi, mẹ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vất vả khi tôi còn là một đứa trẻ. Cha mẹ đã nuôi tôi đi qua những năm tháng khắc nghiệt đó bằng nghề thu nhặt phế liệu. Seo In-guk cho biết khi trưởng thành kiếm được tiền, anh từng muốn mẹ nghỉ nghề nhặt rác nhưng bà không đồng ý. Sau khi khởi nghiệp, tôi đã nói với mẹ rằng nên dừng công việc đó lại, nghỉ ngơi và đi du lịch với bạn bè. Nhưng mẹ không muốn như vậy. Mẹ nói rằng cơ thể của mẹ sẽ đau nhất nếu nghỉ làm. Mẹ cũng nói rằng mẹ thích gặp gỡ mọi người. Thế nên tôi đã nói với mẹ rằng hãy cứ làm những gì mẹ thích. Seo In-guk nói thêm, niềm đam mê công việc của anh là được thừa hưởng từ mẹ. Tôi mang trong mình dòng máu của mẹ. Tôi cũng thế, sẽ phát ốm mất nếu nghỉ làm. Tôi muốn được làm việc. Gia cảnh của Seo In-guk từng được chính mẹ anh chia sẻ trong một show truyền hình năm 2017. Người phụ nữ tiết lộ, hai vợ chồng gặp nhau thông qua mai mối, họ không biết tuổi thực của nhau. Sau này, mẹ Seo In-guk mới biết chồng kém mình 6 tuổi. Cặp đôi chỉ đăng ký kết hôn sau khi Seo In-guk chào đời. Cuộc sống của họ khá khó khăn. Khi mang thai Seo In-guk, người mẹ thèm ăn gà nướng, nhà nghèo, không đủ tiền. Hai vợ chồng chỉ mua nửa con gà, ăn hết thịt rồi giữ xương để hầm súp. Trong ký ức của nam diễn viên Seo In-guk, nhà anh từng nghèo đến mức không có gì, tiền mua thức ăn cũng không có. Dù vậy, tài tử luôn được cha mẹ hết lòng chăm sóc. Seo In-guk tâm sự rằng anh rất yêu mẹ và luôn cảm thấy biết ơn vì đã có mẹ. Trong một show năm 2018, tài tử thổ lộ, mẹ tôi đã sống một cuộc đời vô cùng khó khăn. Có những lúc tim tôi đau nhói khi nghĩ đến bà. Mẹ luôn nói với tôi rằng bà không sao, nhưng là một đứa con trai, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Theo như những lời chia sẻ từ mọi người xung quanh, mẹ của Seo In-guk là người hiền lành, chưa từng to tiếng với ai. Bà luôn được mọi người yêu mến bởi tính cách nhiệt tình, thân thiện và ấm áp của mình. Trong khi đó, cha của Seo In-guk có vẻ ngoài nghiêm khắc, ít nói, nhưng thực chất lại rất yêu thương các con mình. Thời gian đầu khi Seo In-guk bày tỏ ước mơ trở thành ca sĩ, ông phản đối gay gắt. Nhưng sau khi Seo In-guk âm thầm lên thành phố để học âm nhạc, ông đã giả vờ không biết để con trai có thể theo đuổi ước mơ của mình. Seo In-guk chia sẻ, tôi và bố có mối quan hệ cha con truyền thống, ông rất nghiêm khắc và không quá gần gũi. Bố từng rất khó tính, ông kịch liệt phản đối ước mơ trở thành nghệ sĩ giải trí của tôi. Mặc kệ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình khiến bố cuối cùng phải nhượng bộ. Bây giờ thì tôi thấy sâu thẳm trong lòng, bố hạnh phúc với những gì tôi đang làm được. Bố xem các phim tôi đóng, cổ vũ cho tôi, dù ông không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nam tài tử Rapline 1997 là một người con hiếu thảo và có trách nhiệm với gia đình. Khi bắt đầu có thu nhập ổn định, Seo In-guk đã mở một nhà hàng kim chi để bố mẹ kinh doanh và có cuộc sống thoải mái hơn. Vài năm trước, nam tài tử cũng mở một quán cà phê tặng mẹ để tỏ lòng biết ơn. Có lẽ cũng chính nhờ những khó khăn từ thời niên thiếu mà Seo In-guk đã rèn luyện cho mình một tinh thần nỗ lực đến cùng và sẵn sàng thử thách bản thân, không ngại khó khăn vất vả. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để nam diễn viên có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Thay đổi cuộc đời nhờ giảm cân. Seo In-guk chia sẻ anh đã nuôi dưỡng giấc mơ làm ca sĩ từ khi lên 10 tuổi bằng việc tham gia biểu diễn cho các chương trình văn nghệ của trường. Mặc dù là một cậu bé nhút nhát, nhưng Seo In-guk đã vượt qua chính mình và dần cảm thấy tự tin hơn thông qua việc trình diễn trên sân khấu. Đến năm 18 tuổi, Seo In-guk đã một mình lặn lội lên Seoul để bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ. Tại đây, anh bắt đầu tham gia thử giọng cho nhiều công ty giải trí, nếm trải rất nhiều thử thách tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Tại buổi thử giọng đầu tiên với GEP Entertainment, anh đã bị loại vì thân hình mập mạp. Các nhân viên của GEP Entertainment đã nhìn thấy tiềm năng ca hát ở Seo In-guk. Vậy nên họ đã yêu cầu anh hãy quay trở lại sau khi giảm cân thành công. Nghe thấy điều này, Seo In-guk đã quyết định nhịn đói để giảm cân. Thậm chí có những lúc không thể kìm lòng trước món gà quay mà mình yêu thích, Seo In-guk đã tự móc họng để nôn thức ăn ra. Anh bắt đầu có thói quen này và khiến dây thanh quản của anh bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì vậy, nên trong lần thử giọng tiếp theo với GEP, Seo In-guk vẫn bị loại dù đã giảm cân thành công. Dù trải qua nhiều khó khăn thất bại nhưng Seo In-guk vẫn không nản lòng. Ngược lại, anh càng có thêm ý chí và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Chính nhờ tính cách gan lì này mà Seo In-guk đã xuất sắc vượt qua hơn 700.000 thí sinh, trở thành quán quân của cuộc thi Superstar K 2009.
Sau cuộc thi, Seo In-gup được nhạc sĩ Bang Sin-hut viết tặng ca khúc Calling You, làm ca khúc chủ đạo trong album đầu tay của anh ra mắt vào cuối năm 2009. Album mang đến cho Seo In-gup những thành công bước đầu khi bài hát chủ đạo Calling You cùng hai ca khúc Young Love và Beautiful Farewell đã chiếm lĩnh gần như toàn bộ các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc. Đồng thời, Seo In-gup cũng nhận được giải thưởng nam nghệ sĩ mới tại lễ trao giải SeaWorld Digital Music Award. Mặc dù nhận được rất nhiều lời tâng bốc, nhưng Seo In-gup vẫn mong tên tuổi của mình không chỉ gắn liền với danh hiệu quán quân Superstar K. Thay vào đó, anh muốn được khán giả công nhận là một nghệ sĩ thực lực, cống hiến hết mình và luôn chăm chỉ với đam mê. Trước khi gây sốt với vai diễn Moon Man trong phim Dumb at Your Side, một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, Seo In-gup đã từng tham gia rất nhiều bộ phim và được khen ngợi về chất lượng. Tuy nhiên, có lẽ may mắn vẫn chưa thật sự mỉm cười với anh khi các vai diễn vẫn chưa thật sự giúp tên tuổi của Seo In-gup trở nên bùng nổ. Dù vậy, khả năng diễn xuất và hóa thân vào nhân vật của Seo In-gup là điều không ai có thể bàn cãi. Nam diễn viên thường nhận được lời khen ngợi không chỉ từ khán giả mà còn bởi giới chuyên môn với nhiều giải thưởng danh giá. Chuyện tình chị em bị công chúng phản đối dữ dội. Trong hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Seo In-gup chỉ công khai hẹn hò duy nhất với một người là nữ ca sĩ Park Bo-ram. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai lại bị công chúng phản đối dữ dội vì Park Bo-ram lớn hơn Seo In-gup đến 7 tuổi. Theo đó, Seo In-gup và Park Bo-ram đều từng là thí sinh của cuộc thi Superstar K. Trong khi Seo In-gup chiến thắng mùa đầu tiên, thì Park Bo-ram chỉ xếp thứ 8 chung cuộc ở mùa thứ 2. Đến tháng 12 năm 2017, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Seo In-gup và Park Bo-ram đã hẹn hò được 1 năm 6 tháng. Sau đó không lâu, công ty quản lý của nam diễn viên cũng đã lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm của đôi nghệ sĩ nhưng không tiết lộ cụ thể thời gian yêu nhau. Ngoài ra, theo tiết lộ từ bạn bè thân thiết, cả hai đã cùng động viên nhau vượt qua khó khăn lúc mẹ nữ ca sĩ qua đời vào tháng 10 và khi giọng ca sinh năm 1987 Seo In-gup bị miễn trừ khỏi quân đội vì lý do sức khỏe. Được biết, nam diễn viên chỉ thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 ngày thì được quân đội trả về vì bị nứt xương mắt cá chân trái, không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ và cũng không cần phải tiếp tục hoàn thành 2 năm phục vụ quân sự bắt buộc. Trước thông tin hẹn hò của đôi nghệ sĩ, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích dữ dội. Theo đó, nhiều người lên tiếng chỉ trích Seo In-gup lấy lý do sức khỏe nhằm cố tình trốn nghĩa vụ quân sự, mặc cho công ty quản lý đã lên tiếng giải thích. Bên cạnh đó, khoảng cách tuổi tác cách nhau 7 tuổi của cả hai cũng là lý do khiến công chúng phản đối chuyện hẹn hò. Trước sức ép quá lớn từ dư luận, chuyện tình của Seo In-gup và Park Bo-ram cũng không thể kéo dài quá lâu. Đến tháng 4 năm 2018, truyền thông đưa tin Seo In-gup và Park Bo-ram đã đường ai nấy đi. Công ty quản lý của cả hai sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin. Theo như chia sẻ, cả hai sẽ tiếp tục ủng hộ nhau với tư cách tiền bối hậu bối như trước đó. Có lẽ cũng chính lần hẹn hò không mấy êm ấm này mà đến hiện tại, Seo In-gup vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng rất giữ khoảng cách với các bạn diễn nữ để tránh gây ra những tin đồn không đáng có, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đối phương. Tuy nhiên, nam tài tử khẳng định nếu tìm được người con gái tốt và phù hợp với mình, anh nhất định sẽ hẹn hò và kết hôn.